Người hùng tuổi Tin Gia Mang ăn mừng cực sốc đáp trả đối thủ, nói rất hay về chiến thắng. Sau trận thắng 2-1 của Tây Ban Nha ở bán kết Euro 2024, tiền đạo Lamine Yamal đã có màn ăn mừng ấn tượng để đáp trả những lời khiêu khích của đối thủ. Lamine Yamal đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại một vòng chung kết Euro. Ở tuổi 16, tiền đạo của Barcelona đã lập siêu phẩm vào lưới Pháp, góp công lớn giúp Tây Ban Nha ngược dòng ở trận bán kết, qua đó tiến gần như tới chức vô địch Euro 2024. 90 phút ấn tượng trên sân Allianz Arena giúp Yamal đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đồng thời bên cạnh trận đấu để đời, Yamal còn có màn ăn mừng rất lạ sau trận. Ngôi sao sinh năm 2007 đứng trước ống kính máy quay, liên tục lặp lại thông điệp, nói đi, nói nữa đi. Niềm vui của Lamine Yamal theo Marca, đây là màn đáp trả của Yamal dành cho những phát biểu của Adrian Rabiot từ trước cuộc thư hùng giữa Tây Ban Nha và Pháp. Cụ thể, Rabiot khẳng định, nếu Yamal muốn đá trận chung kết Euro 2024, cậu ta sẽ phải làm nhiều hơn những gì cậu ta đã làm từ đầu giải. Và rồi, Yamal đã làm được, với cú sút xa ngoạn mục vào lưới Pháp để đưa Tây Ban Nha vào chung kết. Đáng nói, tình huống Yamal đi bóng qua người rồi cứa lòng đẹp mắt diễn ra ngay trước mắt Rabiot. Tiền vệ của Juventus trở thành vai phụ bất đắc dĩ, chứng kiến đàn em ghi bàn thắng để đời. Chứng kiến câu trả lời đầy sức nặng của Yamal, hậu vệ Pedro Porro, Tottenham, phấn khích chia sẻ trên mạng xã hội, Rabiot có biết anh ta bỏ lỡ điều gì không? Một ngôi sao ở tuổi 16 đã có màn đáp trả trực diện cho những gì anh ta đã nói rồi đấy. Phá kỷ lục đã tồn tại 20 năm cầu thủ xuất sắc nhất trận Tây Ban Nha thắng Pháp, Yamal có thống kê ấn tượng như sau, 6 lần thắng tranh chấp, 4 lần tiến vào khu vực cuối sân, 4 lần giành lại quyền kiểm soát bóng, 3 pha tắc bóng, 3 cú sút, 2 cơ hội được tạo ra, 2 quả tạt, 2 lần bị phạm lỗi, 1 cú sút trúng đích, 1 bàn thắng. 16 tuổi 362 ngày, Yamal đã phá kỷ lục cầu thủ ghi bàn trẻ nhất các kỳ Euro của Johan Vollanten, Thụy Sĩ, lập cách đây đã 20 năm, ghi bàn khi 18 tuổi 141 ngày. Sau trận, Lamine Yamal cũng hào hứng khẳng định, tôi hạnh phúc khi cùng Tây Ban Nha thắng trận. Chúng tôi từng ở thời điểm khó khăn, khi không ngờ lại thủng lưới trước Pháp sớm đến thế. Sau đó, mọi thứ đã trở lại quỹ đạo. Tôi cố gắng không suy nghĩ quá nhiều, tận hưởng mọi khoảnh khắc và hỗ trợ đồng đội nhiều nhất có thể. Tôi hạnh phúc với chiến thắng. Tôi luôn yêu cầu bản thân phải chiến thắng và vượt qua chính mình. Còn bữa tiệc sinh nhật tuổi 17 ư? Tôi hy vọng sẽ được tổ chức cùng đồng đội tại Đức. Yamal sẽ đón sinh nhật tuổi 17 vào thứ Bảy tới Dani Olmo, tác giả của bàn thắng còn lại, cũng nêu quan điểm, Tây Ban Nha đã ở rất gần chức vô địch. Chúng tôi chỉ còn cách vinh quang một trận nữa. Màn thể hiện của Tây Ban Nha thật đáng kinh ngạc. Chúng tôi tin mình xứng đáng vào chung kết. Tây Ban Nha đã kiểm soát trận đấu, có bàn thắng đẹp của Yamal và làm chủ tình hình. Còn bàn thắng kia là do tôi ghi hay do Jules Caulder phản lưới, điều đó không quan trọng. Tôi chỉ cần biết đó là bàn thắng. Ở trận chung kết Euro 2024, Tây Ban Nha sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Hà Lan.